Chiến thần cấp tàu chiến đấu ở phía dưới cấp những chiến hạm khác vòng bảo hộ, căn bản là không ngăn nổi, nhưng phí tổn cũng cực kỳ cao. Cái này bốn cá là đặc phê cho các ngươi. Tương lai còn muốn liền muốn chính mình mua sắm. Giá cả ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, 10 viên tử cấp hủy trường một viên, đây là nội bộ giá cả. Còn có động lực dự trữ chúng ta lần này đã tăng mắc, tương lai các ngươi chỉ cần ở hạch tâm lò phản ứng bên trong đầu nhập quy định mấy loại kim loại hiếm liền có thể ủng hộ động năng. Hệ thống vũ khí năng lượng nơi phát xạ cũng giống như vậy. Lam Yên Vũ nói, nguồn năng lượng tương lai không có ủng hộ sao? Đặng Bác nói, tông môn cho các ngươi duy trì đã rất nhiều, không tính chiến hạm bản thân, riêng là lần này trên chiến hạm đủ loại trang bị phối trí, giá trị toàn thể liền vượt qua 100 viên tử cấp huy chương. Đấu thiên giả lịch luyện càng nhiều vẫn là muốn theo dựa vào các ngươi, trừ phi các ngươi làm tông môn làm ra cống hiến, bằng không mà nói, đối cho các ngươi chiến đội trợ giúp là duy nhất một lần, chiến hạm có khả năng một mức thuê cho các ngươi sử dụng ra ngoài việc tốt nghiệp. Lam Yên Vũ thở dài một tiếng rồi nói, tông môn cho duy trì đã rất nhiều, ban đầu cũng không có bán từ trên trời rơi xuống sự tính. Có điều đội trưởng ta có một vấn đề, người xem cái này 100 miếng tử cấp huy chương giá trị tài nguyên, có thể hay không trực tiếp cho chúng ta tiền mặt, chúng ta không làm chiến đội nhiệm vụ, đi làm bình thường nhiệm vụ được hay không? Đặng Mác trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, ngươi, ta nói một chút, nói đùa. Lam Yên Vũ vội vàng cười lạnh lạnh nói, Đặng Bác tức giận, ngươi tiểu tử thối này, ta nói cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút, chiếc chiến hạm này trang bị rất nhiều đường mòn mới nhất khoa học kỹ thuật, nếu quả như thật sự gặp nguy hiểm, tha rằng hủy đi cũng không thể nào rơi vào hải tặc trong tay, hiểu chưa? Vâng, đã hiểu rõ. Lam Yên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, có muốn không ngày cùng với chúng ta cùng đi chơi đùa? Đặng Bác khóe miệng giật một cái, cùng các ngươi đi, còn nhường người bắt cóc lừa gạt chiến hạm, nghĩ hay lắm, đi thôi, lên chiến hạm, ta chỉ bảo các người phương pháp sử dụng, sau đó chính các người bay, điều khiển phương pháp kỳ thật cùng với các người chiến hạm cơ bản một dạng, chẳng qua là công năng phối trí nhiều hơn một chút. Hắn mới không nguyện ý cùng với Lam Yên Vũ bọn hắn cùng một chỗ hành động đấy, chủ yếu là sợ bị tức chết. Đối với cái này, Lam Yên Vũ cũng rất bất đắc dĩ, tín nhiệm thứ này ngay từ đầu không có tạo dựng lên, còn muốn thành lập có thể liền không như vậy dễ dàng. Treo lên trên chiến hạm, quả nhiên so với bọn hắn cái kia chí chiến còn rộng rãi hơn nhiều. Dù sao không phải một cấp bậc, bên trong chiến hạm phố trí vô cùng phong phú, hệ thống khác biệt cần muốn khác nhau nhân viên tiến hành điều khiển. Lớp thử nghiệm tinh chiến thực chí danh quý, bọn hắn đã sớm học qua lái chiến hạm, đối với cái này tự nhiên đều không có xa lạ gì. Lam Yên Vũ cấp tốc làm sao phân phối các bạn học đều là khác biệt cường vĩ. Đường môn chiến hạm ưu điểm lớn nhất lên chính là điều khiển nhanh gọn. Trước này có khả năng dung nạp 300 tên nhân viên chiến hạm, ít nhất thì chỉ cần 20 người lên có thể thuận lợi điều khiển. Sau khoang thuyền có chuyên môn khu nghỉ ngơi, còn có cả hưu nhàn khu vực, chuyên môn phòng minh tưởng, thậm chí còn dựa theo Lam Yên Vũ yêu cầu, có một cái chuyên môn phòng đoán tạo. Đây là Lam Yên Vũ tại đưa ra cần thiết chiến hạm lúc đặc biệt nói lên, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ vừa đi vừa về lộ trình xa xôi. Trên đường này ngoại trừ minh tưởng cũng làm không ra cái gì, hắn hoàn toàn có khả năng lợi dụng thời gian này rèn đúc, luyện tập dung rèn, còn có rèn đúc kim loại cho mọi người tương lai chế tác ra nhị tự đấu khải làm chuẩn bị. Đường môn cũng đúng là mạnh mẽ, 2 ngày thời gian liền cho hắn cải tạo sau hoàn tất, chẳng những có phòng đoán tạo, thậm chí còn có chuyên môn gian phòng có thể dùng tới minh tưởng, còn có phòng hộ toàn diện phòng đối chiến, an tĩnh phòng thiết kế cùng với phòng chế tác, trên chiến hạm trực tiếp chế tác ra đấu khải cũng không có vấn đề gì, nghĩ vô cùng chu đáo. 100 miếng tử cấp huy chương chẳng qua là chiến hạm phân phối đủ loại vũ khí trang bị cùng với năng lực giá trị, cũng không tính chiến hạm bản thân. Chiến hạm này bản thân giá trị, Lam Yên Vũ cảm thấy 1.000 tử cấp huy chương đều không khoa trương. Kiểm tra hệ thống vũ khí năng lượng cường độ về sau, tam thập tam thiên dực những học sinh này liền thật lòng yêu cầu trước chiến hạm này. Này một so với bọn hắn bình thường học tập, chiến hạm điều khiển lúc sử dụng không biết là tốt bao nhiêu. Tại về sau thời gian hơn 2 năm bên trong, chiếc chiến hạm này nhiều trước chính là thuộc về bọn hắn có khả năng tự động điều khiển ngao du ở trong không gian đi hoàn thành bọn hắn đấu thiên giả nhiệm vụ. Cái này lại trường học khác là dù như thế nào cũng không có khả năng tưởng tượng. Như thường tính chiến hạm chỉ huy học viên muốn chân chính điều khiển chiến hạm, ít nhất là phải có chờ tốt nghiệp về sau, đồng thời theo chiến hạm nhất cơ sở binh sĩ làm lên, không ngừng quen thuộc chiến hạm. Mà Lam Yên Vũ bọn hắn tương đương với trực tiếp liền có được một chiếc có thể cho chính mình chỉ huy chiến hạm.
Mặc dù là thuê, nhưng ngoại trừ đường môn dám thuê của bạn hắn, người nào dám làm như vậy đây? Này không chỉ là đường môn bản thân giàu nứt đố đổ vách, càng là đối với bọn hắn tín nhiệm, chiến hạm nếu như mà thật sự là có tổn thất, đối với bình thường thế lực cũng tốt, quân đội cũng được đều là cực tốt tổn thất lớn. Có thể đường môn giàu nứt đố đổ vách, còn thật sự không phải là như vậy quan tâm. Đặng Bác Tại giới thiệu xong đủ loại công năng về sau, rất nhanh liền phát hiện ra không ai để ý chính mình. Nhìn xem cái này một chút trong sự hưng phấn bận rộn các thiếu niên, trong lòng của hắn cũng không khỏi đều có tất xa hâm mộ cảm xúc. Chính mình độc lâm chỉ huy một tàu chiến hạm cũng là 25 tuổi thời điểm sự tinh. Còn như vậy, đều là đường môn phi trưởng nhẹ tuổi nhất quan chỉ huy chiến hạm, nhưng lúc đó chính mình chỉ huy cũng chỉ là vẫn tình cấp trinh sát hạm. Lần này đấu là điện phê đặc, cho những hài tử này có thể là lưu tình cấp công kích hạm, cái này kém mấy cái cấp bậc, có thể là chờ được cách biệt đó. Tại quân đội, lưu tình cấp công kích hạm trưởng, ít nhất cũng là thượng tá quân hàm, đường môn đối với những hài tử này thật sự chính là coi trọng. Cái này là cái gọi là người so với người làm được, người ta tức chết. Có điều dựa theo Đặng Bác đoán chứng, cái này hơn 30 hài tử bên trong, tương lai rất có thể có vượt qua 10 người có thể thi vào sử lại các nội viên. Thật thánh, đường môn này phần đầu tư tuyệt đối là đáng giá. Đỗ trưởng làm nhiệm vụ lúc này không biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, ôm Đặng Bác bảo vai cười híp mắt rồi nói kêu lên. Làm gì vậy? Bị làm nhiệm vụ là ánh mắt nhìn xem, Đặng Bác liền cảm thấy có chút hư. Lúc trước bắt cóc lúc trước hắn giống như liền làm giống bộ dáng này. Làm nhiệm vụ nói, đội trưởng là như thế này, nếu như chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ có thể mang về một chút tài nguyên, có thể hay không trực tiếp cùng với chúng ta được môn hối đoái chiến hạm cần cho tài nguyên đấy. Những vật này, chúng ta sửa lẽ khác là không có. Đặng Bác nói, cái này hẳn là có khả năng, mà lại là tông môn vô cùng hoan nghênh, tông môn cũng cần đủ loại tài nguyên, ta trong hối đoái phương diện chắc chắn sẽ không để cho các người chịu thiệt. Cũng chính là các người làm tông môn làm ra một chút cống hiến, 10 phần hoan nghênh. Được, cái kia quyết định như vậy đi. Làm nhiệm vụ lúc này thỏa mãn nhẹ nhàng gật đầu. Đặng Bác đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Làm nhiệm vụ trong lời nói ý tứ dường như cùng với hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. Bọn hắn nhiệm vụ lần này tình huống Đặng Bác cũng đã đều biết đến, chủ yếu là trinh sát và thu thập mẫu. Nhìn một chút cái kia viên hầu tiểu hành tinh kia có hay không phải là khai thác ý nghĩa để cho liên bang quyết định có hay không phái binh đi tới chiếm cứ. Cái này Thu Hoành bắt đầu nói từ đầu đấy, bọn hắn chẳng lẽ trực tiếp tại trong tình cầu đàm pháo sao? Mong muốn đi tìm được kim loại hiếm mỏ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mãi đến khi đưa tiễn chiến hạm, Đặng Bác đều không có quá rõ là nhiệm vụ ý tứ. Đưa tiễn Đặng Bác, chiến hạm cửa khoang đóng lại, làm nhiệm vụ phủi tay hấp dẫn lực lượng chú ý của mọi người. Nhìn xem các bạn học ánh mắt hưng phấn, làm nhiệm vụ mỉm cười rồi nói, từ giờ trở đi chiếc chiến hạm này đều là thuộc về chúng ta. Đồng thời từ giờ trở đi, chúng ta cũng không phải là học viện xử lý các học viên, chúng ta là hải tặc tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc, ta nhâm đoàn trưởng, mọi người không có ý kiến chứ? Lời vừa nói ra lập tức dẫn tới một mảnh cười vang, đoàn hải tặc không sai, bọn hắn đều đã đăng ký còn trong hồ sơ, nên chính là chân chính đoàn hải tặc. La Mên Vũ nói, các người đừng có cười, nếu chúng ta là hải tặc, về sau cũng nên làm dòng ít hải tặc lên làm sự tính. Bằng không thân phận của chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng bị chọc thủng sao? Thân phận bại lộ vô cùng bất lợi cho chúng ta tương lai hành động. Hải tặc lên làm được sự tính, chúng ta cũng không thể nào đi cướp đoạt thường thuyền. Đinh Trác Hàm lúc này có một chút không giải thích được nói. Lam Hiền Vũ nói, đó là đương nhiên không được, trái với luật pháp liên bang, sự tình chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể là học viện sửa lại các học viên ưu tú đấy, nhưng các ngươi vừa mới cũng nghe được qua Đặng đội trưởng lời nói, tương lai chúng ta chiến hạm thiết tế muốn hết theo sự vào trình chúng ta. Thẳng thắn nói, lớn như vậy một tàu chiến hạm cho chúng ta dùng, ta và các ngươi đồng dạng hưng phấn, nhưng vừa mới ta ở trong lòng tính toán một thoáng, nhiệm vụ lần này trên chiến hạm tiếp tế xa trang bị đã đầy đủ, nhưng lần sau đấy, lần sau chúng ta làm sao bây giờ? Rất có thể sẽ xuất hiện chúng ta tại trong nhiệm vụ đạt được tiền lời, thậm chí là có không bằng chúng ta chiến hạm tiêu hao, có được chiến hạm nhưng chúng ta bây giờ thật sự nuôi không nổi. Lời vừa nói ra, mọi người nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Tính sổ sách ai cũng biết, lần trước nhân vật tại trong lòng nguyên tính, bọn hắn trở về sau, tổng tiền lời của mỗi người ước chừng là 2 cái tử cấp huy chương, toàn lớp cộng lại tiếp cận 70 miếng tử cấp huy chương.
Đây không thể nghi ngờ là một bút của cải đáng giá. Thế nhưng mà cùng với trước mắt chiến hạm này so sánh, có thể là liền không coi vào đâu. Đặng Bác nói, Đường Môn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị vượt qua 100 miếng tử cấp huy chương tài nguyên. Tương lai tiếp tế khẳng định cũng là thường tự tỷ lệ. Bọn hắn tay trong lòng nguyên tinh thu hoạch được nhưng thật ra là vượt xa như thường nhiệm vụ thu hoạch.